lắp mà chủ hết trơn vậy. Ở đây là ấp gì chị? Rồi ấp gì ha? Ấp Thanh Sơn, ấp Phú Hữu. À, huyện Mỏ Cày Nam. Mỏ Cày Nam, Bến Tre. Ấp Phú Hữu, xã Thanh Sơn, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Rồi. Mẹ quên điện chị nói Tấn bận Tấn phụ thiên với mẹ vô. Để bà ca vô. Được không? Được. Băng ca, băng ca đi vô được mà. Cái bậc thang á. Không, 18 năm chưa về đây hả chị? 15 năm hả? Lâu dữ vậy? Rồi. Là cũng có lâu lâu cũng có về mà không có nhớ đường đi. Rồi đi đường nào em về. Con bây giờ cha chạy xe hôm nay á. Đưa mấy anh này đi đường này luôn. Quay xe ngay cả ba nè. Mình ve đường này cái mình đi về đường cũ được không? Bên tre xíu dừa quá trời dừa. Dạ, shop em đi quýnh quát em. Không nhớ nãy giờ trong lòng suy nghĩ không biết làm gì cho quà mấy anh đi về nè. Phải có sớm chặt dây bùn dừa nạo. Cô có bị gì cô? Hai cái mông là dính được. À, quên nữa. Dạng như cô bị thấu hết xương đó, thấu hết toàn thân á. Bữa nào đi xuống Hệ Tấn đi, chị một phát một cũng đi được liền. Ở đâu? Ở Bạc Liêu. Xe con đi hoài với vậy. Có không? Có, cho em xin số điện thoại nha. Có chú à, chị xin số điện thoại tên Khánh à. Dạ. Dạ. Ngày thứ 6 chủ nhật đi theo nha mẹ. Thì biết anh vô đây là cái khi mẹ lên gì được không? Anh lên không, em ở xa đét mà anh kêu phải ở đây đâu. Mà ông đó ở đâu? Ông có Bạc Liêu. Nhưng mà giờ chị đi thì chị thay xe chị xuống kiếm mà bác ngồi được không? Anh làm gì nữa? Anh đã có xe cấp cứu đi. Cấp cứu phải cái xe du lịch thôi. Xe du lịch là sao bác làm? Nếu xe cấp cứu có băng ca đi di chuyển rồi nó khỏe. Xe cấp cứu mình thay qua gặp cái anh cái anh trong bệnh viện em không xin nó điện thoại á, em cũng không biết cái chương trình này luôn á. Dạ. Yeah. Bây giờ ở đây chị liên hệ với nếu mà có xe từ thiện thì cũng được, còn nếu có thì mình bấm ngoài nó mắc lắm. Từ đây đổ đường xuống tới Bạc Liêu cũng 4-5 triệu ha. Dạ, cũng 4-5 triệu. Mà đi đâu phải là một lần